Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố năm 2020. Năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19, mưa bão, lũ lụt, nhưng kinh tế tập thể Hợp tác xã thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết, các hợp tác xã tiếp tục duy trì tốt các khâu dịch vụ đầu vào cho các thành viên, giúp các thành viên phát triển sản xuất. Nhiều hợp tác xã mở rộng sản xuất, tạo nhiều việc làm cho thanh niên và người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Một số hợp tác xã bước đầu thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Năm 2021, Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, duy trì và phát triển sản xuất, phát triển thêm thành viên của các hợp tác xã hiện có, xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, phát triển thêm các hợp tác xã mới nhằm nâng cao vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong đời sống kinh tế xã hội của thành phố.